gái à, Diêm Quẹt là nhà máy chúng tôi sản xuất đó, cô cũng biết sao? Đương nhiên rồi, Diêm Quẹt đó rất là nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ chẳng phải đều dùng bật lửa hết rồi sao? Hình như nhà máy của các ông lợi nhuận không được tốt cho lắm nha. Tôi nghe ba tôi nói, mảnh đất đó của các ông thuộc quyền kiểm soát của Ủy ban Kinh tế thì phải. Hình như là chủ tiệm Lâm của Ủy ban Kinh tế. Tôi cũng lo lắng về chuyện đó cho các ông lắm. Người à, người hảo hán sẽ không nhắc lại chuyện năm đó nữa. Không nhắc nữa ha. Vậy Tiểu Lục à, cậu đừng quên nói với anh trai cậu, 3 ngày, trong vòng 3 ngày nhất định phải chuyển đi. Nhưng mà giám đốc Điền à, ông coi, hiệu quả nhà máy của các ông không tốt như vậy thì việc gì phải làm lớn chuyện lên chứ, có phải không? Cậu không có quản được việc đó đâu mà. Chuyện này phiền phức rồi, tôi sẽ về nói với vợ của tôi, bàn bạc lại chuyện này với ba vợ. Hai người đó đang nói chuyện đó gì vậy? Cậu bàn bạc với họ làm gì? Chắc chắn phải bàn bạc lại với họ. Liên quan gì đến họ đâu? Ông không biết ba vợ của tôi sao? Là người mà họ vừa nhắc tới, chủ nhiệm Lâm Ủy ban Kinh tế hả? Là ba vợ của tôi. Cậu à, con gái ông ấy là Lâm Hà, là vợ tương lai của tôi đó nghe. Cậu với Lâm Hà, hai người đang quen nhau hay sao? Chuyện đó nên trách tôi nên nói sớm với ông. Để tôi gửi ông thiệp mời, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Ôi trời ơi, Tiểu Lục à, đó là chuyện tốt cho cậu mà. Cậu với Lâm Hà, hai người đang yêu nhau sao? Ôi, cậu coi, đó không phải là người cùng một nhà không biết nhau sao? À không, phải là người thấp bé, quen biết được quan lớn, nhà máy nhỏ của chúng tôi coi như không là gì hết, như vậy đi. Quyết định vậy đi ha. Được không? Ông nói đi hả? Tôi bây giờ phải quay lại nữa. Chúng ta hãy mở cuộc họp, nghiên cứu một chút. Đối với chuyện cải tạo mảnh đất này, chúng ta sẽ cân nhắc lại sau. Cậu thấy được không? Cân nhắc lại sau. Bây giờ tôi cân phải quay lại đó đi. Được rồi, cân nhắc lại sau. Phải rồi, Lục Văn Đào, vấn đề là chuyện tôi có đến đây tìm cậu, cậu đừng đừng nói lại với chủ nhiệm Lâm nghe chưa? Tất cả mọi chuyện đợi chúng tôi bàn bạc lại rồi nói sau. Dạ, được không? Rồi, không thành vấn đề. Không vấn đề, đúng không? Được rồi, tôi còn tiễn nha. Về vui vẻ ha. Được rồi, tạm biệt. Thư ký Dương à. Cô đang đào hố chung tôi hay sao vậy? Tôi mới biết hai anh em nhà Lục gia đó có liên quan đến chủ nhiệm Lâm. Nếu như mà chuyện này để cho chủ nhiệm Lâm biết, tôi phải làm sao đây hả? Cô nói đi. Tại sao còn có tình huống này? Chủ nhiệm Lâm nào chứ? Chuyện này cô không biết thật sao? Nè, rốt cuộc cô là ai vậy hả? Làm sao cô lại biết chuyện của Ủy ban Kinh tế chứ? Anh muốn kết hôn hả? Đúng vậy. Kết hôn với con gái chủ nhiệm Lâm sao? Đúng rồi. Chúng ta đi thôi, hết hy vọng rồi. Nè, các cô.